Cuộc sống tươi đẹp bắt đầu từ đây. Anh đã bị tê liệt đã 7 năm rồi sao? Đúng vậy, hôm nay có đỡ hơn chút nào chưa? Đã đỡ nhiều rồi ạ, đã đỡ nhiều rồi ạ. Anh đi thử tôi xem nào, đi cẩn thận nhé, chạy qua bên kia. Thiền tu Bồ Đề. Câu chuyện về pha bo. Bởi vì ngồi làm việc trong văn phòng thời gian rất dài, nên đốt sống lưng bắt đầu đau nhức. Thời điểm đau nhức dữ dội nhất là vào mỗi buổi sáng thức dậy, đau đến mức không ngồi lên được. Đau vô cùng, đau cứng khắp lưng. Chỉ còn cách là chườm nóng và chịu đựng mà thôi. Tôi đã đi khám Tây y rồi nhưng cũng vô tác dụng. Sau đó, nghiêm trọng hơn nữa là cánh tay bị viêm dính bao khớp vai. Tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ giơ cao được như vậy thôi, không giơ lên được nữa. Rồi nó đau lắm. Khi đi khám Tây y, họ nói rằng cô phải vận động nhiều hơn. Tuy có làm theo, nhưng đều vô tác dụng. Rồi phải uống thuốc nhưng chỉ giảm đau tức thời thôi. Tôi đã tìm thầy xoa bóp nhưng cũng chỉ ngày hôm đó có tác dụng. Ngày hôm sau lại tái phát thế nên không trị được tận gốc. Lúc đó tôi phiền não lắm. Trong lòng nghĩ mình mới hơn 30 tuổi sao lại bị viêm dính bao khớp vai chứ? Vì vậy mà tôi rất đau khổ, rất phiền não. Đúng lúc đó, nhân duyên cho tôi gặp lại một người bạn. Vai của anh ấy cũng có vấn đề. Sau khi luyện đại quang minh của thiền tu Bồ Đề thì đã khỏi rồi. Và anh ấy giới thiệu cho tôi, đưa tạp chí cho tôi xem. Tôi tò mò và đến thiền đường tại Alhambra khi mới luyện. Vì các động tác bàn tay của môn đại quang minh phải tập như thế này. Tôi không thể nào giơ tay lên được, chỉ có thể đưa lên một chút. Nhưng cứ luyện dần và đã có tiến bộ theo từng ngày. Khoảng 2 tuần sau đó, chứng viêm dính bao khớp vai đã khỏi, đốt sống thắt lưng cũng đã khỏi. Trong khi luyện có cảm giác năng lượng được truyền từ dưới lên trên. Truyền tới một điểm nào đó mà không qua được thì sẽ đau. Nhưng năng lượng đó cứ đẩy mạnh, đẩy đến khi đẩy qua là sẽ hết đau. Qua 2 tuần luyện tập như vậy tôi đã khỏi rồi. Đại Quang Minh thật là tuyệt vời. Đại Quang Minh tu chỉ pháp do Thiền sư Kim Bồ Đề căn cứ vào nhiều năm tinh tiến tu hành mà sáng lập ra là mật pháp của pháp môn Bồ Đề. Với sự sắp xếp đặc biệt của thủ ấn và quán tưởng đạt tới ngưỡng thân tâm song tu, thân tâm tôi Quang Minh nguyện đem những sự Quang Minh này, đặc biệt là Quang Minh của từ bi, giống như nguyện vọng của Đức Dược Sư Phật, mang sự Quang Minh này lan tỏa trên toàn thế giới để tất cả những sinh linh đang chịu khổ, chịu nạn, đều được nhận ánh hào quang của Phật, giúp cho trái tim họ có được quang minh, rồi lan tỏa ra toàn thế giới. Thế giới này sẽ như thế nào nhỉ? Không có khổ, không có nạn, chỉ có yên bình, hoan lạc, đầy đủ, sung túc, tốt đẹp. Đại Quang Minh tu chỉ pháp giúp thân tâm chúng ta được quang minh. Mẹ tôi nói với tôi, chứng đau lưng của bà đã khỏi rồi. Bà có thể ngồi dậy một cách vô cùng dễ dàng. Tôi vui lắm, trong lòng tôi nghĩ chỉ cần một lần như vậy là tốt lắm rồi. Tôi tham gia lớp học sức khỏe và hạnh phúc của kỳ học thứ nhất. Tôi thấy nó rất hữu ích với tôi. Đến kỳ 2 tôi cũng tham gia tiếp, đúng là đã mang niềm vui đến cho tôi. Những thứ thuốc an thần, thuốc mỡ máu, đường trong máu tôi đều không uống nữa. Khi bác sĩ khám kiểm tra lại, ôi, mọi thứ đều bình thường. Đây là bình oxy của tôi, nó tên là quả bom thép. Khi đi làm, tôi phải mang theo nó. Khi nào cảm thấy khó chịu là tôi phải hít lấy nó ngay lập tức. Bây giờ thì tôi không cần đến nó nữa rồi. Đây chính là niềm vui lớn nhất sau khi tôi đến với Bồ Đề. Cảm ơn sư phụ, truyền dạy cho chúng con. Sức khỏe thân tâm linh của Đại Quang Minh tu chỉ pháp, tôi đã có được nó thật rồi. Cảm ơn sư phụ.
đại lễ bái. Lạy sám hối là nghi thức lễ bái cung kính nhất đối với Phật Tổ, được hình thành bởi sự tinh luyện và cải tiến của Thiền Sư Kim Bồ Đề, cũng là một trong những nội dung môn tu thiền chủ yếu của Pháp môn Bồ Đề. Làm lễ lạy sám hối giúp cho suy nghĩ phức tạp của tôi nhanh chóng lắng đọng xuống, giúp tôi được tập trung hơn, dòng suy nghĩ càng mở mang, tràn đầy cảm hứng. Sau một ngày làm việc khi về tới nhà, buổi tối làm lễ lạy sám hối khiến cho những mệt mỏi trong người đều tan biến hết, áp lực cũng giảm xuống, cơ thể cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Lạy sám hối thật tuyệt vời đối với chứng đau đầu của tôi. Lạy sám hối giúp cho tôi mất đi chứng táo bón. Lạy sám hối trong vòng 3 tháng giúp tôi gầy đi 40 pounds. 18 kg. Bây giờ có thể đi như bay rồi. Mỗi ngày tu luyện một tiếng, cơ thể sẽ rất nhẹ nhõm. Ngày ngày lại sám hối, muôn hoa đua nhau nở. Chai Trinh Ye. Chai Trinh Ye là một kiến trúc sư trẻ xuất sắc. Anh và Winnie, vợ anh, mở văn phòng kiến trúc vô cực. Anh đã từng xây biết bao ngôi biệt thự đẹp sang trọng lộng lẫy, xây dựng lên những tổ chức thương mại và cơ sở y tế. Nhân duyên giúp anh thanh niên tài cao tuấn tú Chai Trinh Ye được gặp thiền tu Bồ Đề, bắt nguồn từ một lần chấn thương thời học cấp 3. Lúc đó anh là đội viên của đội bóng bầu dục kiểu Mỹ. Với những cạnh tranh khốc liệt trên sân bóng, Chai Trinh Ye đã bị người đội mũ bảo hiểm liên tiếp huých mạnh hai cú từ phía sau, đập lệch toàn bộ cuộc sống của anh. Hàng loạt những liệu trình trị liệu và luyện tập phục hồi chức năng giúp anh bạn trẻ Chai Trinh Ye nhanh chóng quay lại với cuộc sống thường ngày. Tuy bác sĩ cho rằng anh ấy không cần điều trị nữa, nhưng không ngừng xuất hiện những lần đau lưng, đau đầu, làm cho Chai Trinh Ye thường xuyên phải uống thuốc giảm đau. Và những di chứng đáng sợ đó đã thường xuyên xuất hiện. Tôi là một kiến trúc sư. Khi chúng tôi ngồi bên bàn thiết kế, khi vẽ được một nửa, đột nhiên tôi ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Thật sự làm tôi sốc quá, chiếc ghế của chúng tôi cao hơn thường, chứ không phải loại ghế thấp. Tôi bị ngã từ trên ghế xuống, lúc đó có một cảm giác rất đáng sợ. Sao lại vậy nhỉ? Vì tôi thấy lưng của mình, nơi mà trước đây tôi bị đập vào, chỗ đó hoàn toàn không cử động được. Sau đó tôi thử bò dậy xem thế nào. Người tôi rất nặng, tôi muốn bò, nhưng bò không nổi. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy toát cả mồ hôi. Lúc đó thực sự không biết, tôi cũng không biết tại sao bỗng nhiên bị ngã xuống. Chứng đau cuộc sống từ thời cấp 3 đã làm khổ Chai Trinh Ye suốt hơn chục năm qua. Anh ấy không biết khi nào mình lại bị ngất xỉu, có thể nào cả cuộc đời sẽ bị chịu sự dày vò của chứng đau cuộc sống. Cứ như vậy, cho đến năm 2008 anh tham gia vào lớp học tu thiền của Bồ Đề. Buổi học cuối cùng của lớp học tu thiền đó, vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5, điều dưỡng bằng đánh trống và hát gia trì đến phút cuối, bỗng dưng tôi cảm nhận thấy có một năng lượng chạy từ đốt sống cổ xuống dưới, cảm giác giống như trong phim ấy, giống như có mặt trời nhỏ đi trong cuộc sống, chạy đến vùng xương cụt rồi sau đó chạy ngược lại. Thật lạ, tôi cũng không biết có phải là thời gian được sắp xếp vừa vặn. Khi chạy đến cột sống, nơi mà trước đây tôi bị thương, thì đột nhiên giống như đẩy một đống đất từ phía sau, hất một cái, cảm giác như được đổ đi vậy. Rất khó diễn tả. Thông thoát toàn thân. Tôi cảm thấy thông thoát từ trên xuống dưới, mát lạnh. Cái cảm giác đó không thể nào diễn tả được. Sau đó cảm thấy, oà, khỏi rồi. Qua mấy phút điều dưỡng đó cho tôi cảm giác vô cùng kỳ diệu. Thực sự là chỉ trong phim mới có, nhưng đối với tôi, đó là trải nghiệm thực tế. Về sau tôi nói cho rất nhiều bạn của tôi biết, đương nhiên là cũng có những trải nghiệm khác nữa. Và cũng là do có lòng từ bi của sư phụ, ngoài cột xương sống của tôi khỏi ra. Sau đó, có vài lần tôi đã tịch cốc, không ăn cũng không thấy đói. Một biến chuyển rất rõ ràng đó là sức khỏe tốt lên. Tịch cốc là ước mơ của nhiều người tu hành, nhưng trong thiền tu Bồ Đề thường xuyên thấy nhiều người tịch cốc. Có người vì được thiền sư gia trì, cũng có người là do chăm chỉ tu luyện Bồ Đề thiền pháp mà có. Rất nhiều người phát hiện rằng cúng dường đèn trong thiền đường Bồ Đề vô cùng linh nghiệm. Nguyện vọng trong lòng đã hiện thực. Bản thân và người nhà đều có được sự cát tường, an khang. Đồng thời cũng mang quang minh đến cho người thân đã khuất. Thiền tu Bồ Đề không những mang đến cho mọi người sức khỏe vui sướng, còn đưa sự bác đại tinh thâm của Phật Pháp vào cuộc sống thường ngày của chúng ta. Ngoài ra còn mang đạo lý làm cha mẹ, đạo lý ứng xử vợ chồng,
đạo lý đối nhân xử thế dung hợp vào pháp đạo tự nhiên. Thiền sư Kim Bồ Đề nói, làm cho người khác được hạnh phúc, bản thân mình còn được hạnh phúc nhiều hơn. Đó là vẻ đẹp của cuộc sống, là do thông qua việc không ngừng hoàn thiện bản thân, để được sống lại. Trong trường học của cuộc đời, chúng ta học là để yêu thương, học cách giao tiếp, học cách cảm thông, học cách không trách móc. Trên con đường hướng tới hạnh phúc, cứ cho đi từng ly từng tí một, để hoán đổi lấy từng khoảnh khắc của hạnh phúc. Đem từ bi và sự nhẹ nhàng của bạn, làm tan chảy những trái tim cô độc quanh bạn.